Xin chào tất cả quý vị, xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bộ combo khuyến mại rất là tốt đến từ sự kết hợp giữa hai thương hiệu, đó là thương hiệu loa Proarc, một trong những thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Anh Quốc, ghép với một trong những thương hiệu cũng rất nổi tiếng đến từ nước Đức, đó chính là thương hiệu âm ly Octave với model là V70SE. Và bộ combo này có mức giá tham khảo là 290 triệu và được Thiên Hào Audio để với một mức giá khuyến mại rất giật mình, 190 triệu. Chúng ta sẽ đến ngay với bộ loa, nhân vật chính trong mọi bộ dàn. Đây là cặp loa Proarc Respond D20R. Nó là phiên bản nối tiếp của một trong những cái đôi loa thành công nhất trong cả một thập kỷ của hãng Proarc, đó chính là đôi loa D18. Thì đây có thể gọi là một bản nâng cấp rất là toàn diện và là một bản nâng cấp rất là hoàn chỉnh. Nhưng mà tuy nhiên, như mọi người nhìn thấy, đôi loa này trông rất giống cái form kích thước nhá, các cái kích thước các cái củ loa này, rồi là diện tích này, thể tích thùng dường như là nó không khác biệt nhiều, tức là vẫn là một cái hình thức trông nó rất là đơn giản nhưng mà nó lại rất hiệu quả. Họ đã cải tiến từ trong ra đến bên ngoài nhưng mà rất khéo léo. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với sự cải tiến đáng kể nhất, đó chính là cái hậu tố R. Họ đã trang bị cho đôi loa D20R một cái Twitter Ribbon. Chính vì vậy mà so với loa D18 thì cái giải trung cao và giải cao được cải thiện rất nhiều. Tiếng chép, tiếng giải cao được thể hiện long lanh hơn, chi tiết hơn rất là nhiều, không gian âm thanh mở rộng, có thể gọi là một cái sự cải tiến nghe là thấy được luôn. Tiếp thêm nữa là hệ thống cái loa trung trầm trông thì vẫn rất là giống, nhưng họ đã cải thiện cái nâng cấp cái hệ thống củ loa ở phía bên trong. Và đây cũng là một trong cái loa cho ra một cái tiếng trầm cực kỳ sâu. Một cái đặc điểm rất là thú vị của dòng loa Proarc, cái model cụ thể là D20R đi, đó là nó có thể sử dụng được cho phòng nghe rộng hơn so với cái kích thước của cái loa này. Tức là cái loa D20R hay là loa D18 có thể đáp ứng được cho những phòng nghe lên tới 40m2. Và những cái phòng nghe tối thiểu cũng có thể sử dụng được cho phòng khoảng tầm 12-15m2. Nó vẫn có thể hoạt động rất là tốt. Tiếng trầm của dòng này cũng rất là sâu và rất là ấm. Họ sử dụng cái lỗ thoát hơi ấy, là đặt xuống phía dưới sàn. Sau đó khi đánh xuống cái mặt plate gỗ này, nó sẽ tỏa cái phần hơi trầm sang hai bên. Đó. Và thêm nữa rằng đây là một trong cái đôi loa nó cho ra một cái sân khấu âm thanh, nó có cái cảm giác lùi về phía đằng sau, một sân khấu âm thanh rất là chi tiết. Cái giọng trung âm của dòng loa Proarc thì nghe nó rất là trong trẻo, nghe nó rất là tinh tế, nó rất là mượt mà. Nghe giọng nữ ở trên loa Proarc thực sự rất là hay. Đấy, thì cái dòng loa này nó cũng là một cái dòng loa mà nó không yêu cầu công suất quá cao đâu. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta nên cho cái âm ly này những cái phần công suất nó rất là quý, tức là chúng ta hãy sử dụng những âm ly cao cấp tương xứng đối với loa, hoặc là tốt hơn nữa để khai thác được tốt nhất những cái đôi loa Proarc. Thế thì giải pháp phối ghép sẽ là một chiếc âm ly đèn đến từ thương hiệu Octave. Cái dòng Proarc thì phối ghép rất là đa dạng, chúng ta có thể sử dụng âm ly bán dẫn class AB này, ví dụ như có thể sử dụng thương hiệu Neve rất là hợp. Chúng ta cũng có thể sử dụng âm ly class A, sẽ có một cái chất âm mềm mại, hơi hao hao âm ly đèn, và nó cũng ghép rất tốt với dòng âm ly đèn. Cụ thể ở đây Hải Sơn đang có cái chiếc âm ly đèn là Octave V70SE. Đây là một trong cái model ở cái tầm tương đối là cao cấp của hãng. Nó có mức công suất là 70W cho ra hai kênh ở mức trở kháng 4 ohm. Nhưng mà có một cái đặc điểm là cái chiếc âm ly này nó có thể hoạt động ổn định cho những cái loa mà có thể xuống được tới 2 ohm. Chính vì vậy mà khả năng kéo loa của nó thì rất là đáng ngạc nhiên. Họ có cái truyền thống bề dày lên tới khoảng 50 năm về làm âm ly, và họ có những cái bí quyết riêng nhà nghề. Nhưng mà cái hay của họ là họ đã tạo ra những cái quy trình rất là khép kín với cái công nghệ của riêng họ, và tất cả đều được chế tạo tại Đức. Cho nên cái phẩm chất âm thanh của những cái dòng âm ly Octave này rất là hay. Thêm nữa thì cái biến thế nguồn này, biến thế xuất âm, vốn là những cái bộ phận mà tác động rất là nhiều tới âm thanh của cái chiếc âm ly đèn, đều được họ làm rất là chuẩn xác với cái công nghệ riêng, custom riêng của họ. Thì cái này thì chúng ta chỉ biết được đến thế thôi. Và tiếp theo ở đây thì về cái hệ thống bóng đèn thì họ sẽ trang bị ở đây là 4 bóng công suất, sử dụng là bóng 6550, với 2 bóng thì sẽ đánh cho một vế, 2 bóng đánh cho một vế. Rồi, còn một cái đặc điểm khá lý thú của chiếc âm ly này, đó là chiếc âm ly này nó có một cái cổng mà cho chúng ta nâng cấp thêm một cái bộ nguồn, một cái bộ gọi là siêu nguồn rời. Nếu mà chúng ta nâng cấp thêm thì nó sẽ tăng cái tổng cái hệ số điện dung của cái chiếc âm ly này lên, và từ đó cũng cải thiện âm thanh đầu ra. Nhưng mà tuy nhiên, kể cả chúng ta không nâng cấp cái bộ siêu nguồn đó thì âm thanh của V70SE cũng đã rất là hay rồi. Cái dao âm ly này thì đem đến một cái lực âm rất là tốt so với mức công suất, tiếng thì cực kỳ chi tiết
đồ Đức mà. Tiếng không những là chi tiết này, ngọt ngào và nó rất là tinh tế. Thì bây giờ xin mời mọi người thưởng thức âm thanh trên hệ thống này. Ta đang tìm cách quên người, phải cố quên người. Dù con tim ngu si vẫn muốn đời nhớ anh. Chẳng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần. Chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Phải cố quên người, dù con tim ngu si vẫn muốn đời nhớ anh. Từng chiều qua buồn tanh, có khi tim luôn hỏi đến người, vẫn trong mong mơ ngày mai sẽ có anh. Tim ơi mình hãy quên người, phải cố quên người, dù ta đây bao đêm vẫn ôm niềm đau. Chẳng là biển xanh trời cao, chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Hôm qua con tim hỏi ta làm sao u buồn, sao tôi nhớ mong người tìm bé nhỏ. Tim ơi ta van xin tim hãy cố quên người, xin cho ngôi ngoài tháng năm mình vắng nhau. Đừng nhớ đến tiếng nói vẫn đang còn vang trong đầu. Này hỡi tim ơi mong sao ai ta sẽ quên. Ta đang tìm cách quên người, phải cố quên người. Dù ta đây bao đêm vẫn ôm niềm đau. Chẳng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần. Chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. In the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new scene. Fever started long ago. Juliet,
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, thou givest fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yea, I burn forsooth. Với một mức giá rất tốt là 290 triệu, còn 190 triệu thì bộ combo ghép loa Proarc D20R ghép với âm ly Octave V70SE sẽ cho chúng ta một cái âm thanh nghe nó thật là chi tiết, với một cái sân khấu có độ lùi và một cái giọng trung âm thật là đẹp, với cái độ tinh tế thật là đáng nể ở trong cái mức giá. Thì bộ combo này đang có tại Thiên Hào Audio số 5 ngõ 198 phố Thái Hà, Hà Nội. Mọi người hãy like và subscribe kênh YouTube của Thiên Hào Audio để luôn được đón xem về những bộ combo khuyến mại hấp dẫn. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.